Vâng, Thanh Tùng của chợ ô tô đầu mối Hải Dương xin kính chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình trên ba miền của Tổ quốc nhé. Đây, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 9 này năm 2022. Em Tùng xin phép lên sóng báo giá đầu sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đây, rất nhiều sản phẩm mới về luôn để phục vụ anh chị quý vị gia đình mình ạ. Đây, mới về đây. Achac 217 1.2 máy eco số sàn. Tiếp nhá. Con này nhập Hàn này, con này nhập Thái này. Đấy, toàn dòng nhập, toàn đồ, toàn hàng thuốc chuột thôi. Đấy, để phục vụ anh chị quý vị nhà mình ạ. Đấy, 7 chỗ thì có về thêm một chiếc Joyli này, Mitsubishi Joyli 2005. Đấy, có hơn 100 triệu một chút thôi. 135 triệu đồng. Đấy, rất là nhiều mẫu mới về để phục vụ anh chị quý vị nhà mình. Đây, bán tải cũng mới về đây. Để em xin đổi lấy đường truyền một xíu. Rồi tiếp tục vào báo giá cho chị quý vị nhà mình nhá. Đây, bán tải hai cầu máy dầu 209 285 triệu đồng. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương này. Đấy, nhà mình nhìn xem này. Đấy, rất nhiều xe về luôn. Ngập cả bãi xe rồi nhá. Cùng tham khảo cùng em đi gia đình ơi. Chào bác gốc Hùng Thủy này. Chào Nguyễn Văn Lâm. Chào thần Trần Thị Tú Hằng, chào bác Thanh Ngoan, chào đại gia đình nhà mình ạ. Đấy. Có về thêm chiếc K3 2016 nhá. Chiếc này bên em bán đại hạ giá luôn. Đấy, 300 triệu đồng cho chiếc K3 này. Tham khảo giùm em đi gia đình mình ơi. Đấy, rất nhiều xe. Đấy, các bạn nào đang quan tâm những dòng xe cũ từ 4 chỗ đến 7 chỗ này, đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương, địa chỉ Nam Trung Nam Sách Hải Dương gần cây xăng Minh Nhập số 2 để xem xe, chạy thử xe miễn phí này. Vâng, chào bác Huy Dương Văn, chào bác Trần Thị Tú Hằng, chào bác Thanh Ngoan, chào bác Ngọc Mobi này, chào đại gia đình nhà mình. Đấy, rất là nhiều dòng xe mới về để phục vụ gia đình đây. Đây, K3 2017 mới về đây. 300 triệu đồng thôi nha gia đình nhá. Đấy, tư nhân chính chủ Hải Dương đây. Chắc nó về đây. Đấy, rất là nhiều dòng xe luôn để phục vụ anh chị quý vị nhà mình ạ. Chào bác Phạm Hạnh này. Vâng, nhà mình vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, ưu ái hoan hỉ cho em xin Tùng, cho em Tùng xin 5-7 lời chia sẻ với gia đình ơi. Có mất tiền có mất bạc chứ đâu gia đình nhỉ. Đấy, rất nhiều xe mới về luôn. I14 máy 2008 này. Đấy, có 135 triệu đồng thôi. Bán tải này 400 triệu. 7 chỗ có hơn 100 triệu này. Đấy, 168 triệu. Đấy. Vâng, chào Phạm Trách này. Chào đại toàn thể anh chị quý vị mình trên ba miền Tổ quốc nhá. Đấy, nhà mình vừa xem buổi livestream ngày hôm nay. Hoan hỉ lên cho Tùng xin 57 lượt chia sẻ đi anh chị quý vị gia đình nhà mình ơi. Đấy. Có những thắc mắc nào về những dòng xe cũ này. Đấy, thắc mắc từ đời xe, giá xe hoặc là thủ tục mua bán bên em như thế nào nhá. Đấy, cứ mạnh dạn để lại bình luận, để lại comment để em Tùng được tư vấn thêm ạ. Hai số này thì trên màn hình rồi. 0343540999 và 0347701777. Đấy, hotline có sẵn rồi. Đấy, ngại ngùng gì đâu ạ. Đấy, cứ nhắn tin trực tiếp cho em Tùng đi. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều này. Vâng, chào anh Đinh Hữu Ngại vừa xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Cả nhà mình cùng theo em 5-7 bước nữa để quan sát tất cả những đầu xe hiện bên em có này. Đấy, đầu buổi livestream này mà cứ để lại bình luận đi, em tư vấn trực tiếp cho nhá. Đấy, trên bước sóng livestream ngày hôm nay này, khung giờ vàng 8:03 mỗi tối này, bớt ngay 10 triệu đồng mỗi đầu xe cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy, giờ vàng bớt giá cao. Mà đã bớt rồi giá thì lại còn vẫn thương lượng chưa? Được nữa. Vâng, chào bác Trần Thị Thu Hằng. Chào bác Cường Duy. Chào đại gia đình nhà mình trên ba miền của Tổ quốc nhá. Đấy, hình ảnh âm thanh ánh sáng đã ok chưa nhỉ? Để em xin phép bắt đầu vào lên sóng báo giá cho anh chị quý vị nhà mình về những đầu xe hiện đang có bên em ạ. Đấy, anh em vẫn đang ngồi ăn cơm này. Đấy, thì em Tùng vẫn xin phép lên sóng báo giá cho gia đình mình ạ. Rất nhiều xe. Kia Morning này, Mitsubishi. Đấy. Mazda này, Toyota, Hyundai này. Đấy, đủ dòng xe đủ đời để phục vụ những nhu cầu anh chị quý vị nhà mình. Có em ghét nào không? Ghét bên em vẫn còn một chiếc anh Đinh Hữu Ngại nhá. Đấy, vẫn còn một chiếc duy nhất thôi để đợi anh Đinh Hữu Ngại này. Đấy, chốt đi anh Đinh Hữu Ngại ơi. Chia sẻ nhiều lên cho em đi gia đình ơi. Đấy, chia sẻ nhiều lên để những anh chị quý vị nào đang có nhu cầu vẫn đang lăn tăn về một địa chỉ uy tín tìm cho mình những chiếc xe ô tô sử dụng gia đình. Đấy, đến với Thanh Tùng, đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Tư vấn miễn phí, tư vấn miễn phí, chạy xe miễn phí nhá. Kia Morning màu đỏ, có Kia Morning màu đỏ à? Cho anh xem hết số sàn Bắc Quan Thiên Phạm. Ok, có hết số sàn cho anh. Đấy, cứ để lại bình luận, để lại comment đi. Bình luận nào trước thì em Tùng xin tư vấn trước nhá. Tư vấn đến bao giờ mà không có anh chị quý vị nào có thắc mắc thôi. Đây, hết số sàn đây, anh chị quý vị mình ơi. Hết số sàn 210 màu xanh 1.0. Đấy, đấy, động cơ 1.0 nhá.
số sàn rất là tiết kiệm nguyên liệu này. Máy số thì bền bỉ, điện đóm rất là lành. 140 triệu đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, nội thất ghế lỉ và vẫn là trần lỉ di nguyên bản theo xe. Là răng sắt này lốp láp đẹp. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy, máy số thì ngon, côn số luật là mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. 140 triệu đồng. Vâng. Chào anh Minh Trần, chào bác Hoàng Nam. À, chào Hoàng Nam Hoàng này, chào bác anh Ngọc. Chào đại gia đình nhà mình. Đấy. Bác Thiên Văn Phạm mà đang quan tâm dòng ghế này, đấy, để lại tin nhắn cho em với ở phần tin nhắn của fanpage thì em tư vấn cho nhé. Có video hình ảnh chi tiết của con ghế rồi đấy ạ. Đấy, nhà mình đang quan tâm dòng nào này, cứ để lại bình luận để comment đi để em tùng được tư vấn nhá. Đấy, rất vui được phục vụ anh chị quý vị gia đình nhà mình nhá. Cho mình xem con Vios biển 88 à? Vios biển 88 nào, em xem ở đâu nhỉ? Để tư vấn cho anh ạ. Có rút hồ sơ được không? Bao rút hồ sơ trên toàn quốc cho anh này. Vâng. Đây, Vios biển 88 màu đen này. Đây còn hai củ lạc đây. Em giới thiệu cho gia đình nhà mình nhá. Con đấy thì em xin tư vấn luôn này, con đấy đời 2010, con Vios đấy ạ. Con Vios đời 2010 màu đen biển 88. Đấy, với cửa tiền đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em là 195 triệu đồng. Bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị gia đình nhà mình quan tâm nhé. Đây, Vios màu đen biển 88 đây. 88A17164. Là xăng đúc 4 bánh lốp láp đẹp, xin nhan trên sườn xe. Vô lăng 3 dấu có túi khiên toàn trên vô lăng. Đấy, 195 triệu đồng đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị gia đình nhà mình ạ. Quan tâm sâu nhắn trực tiếp qua fanpage cho em đi để em tư vấn cho ạ. Vâng, chào bác Ngô Lưu, chào bác Võ Đại Lợi. Chào bác Yên Bình ạ. Bình Yên Sa Dê à? À vâng. Chào bác đấy, có rút hồ sơ nhá. Vâng, chào đại gia đình nhà mình trên ba miền Tổ quốc. Quay kỹ gửi vào Zalo cho anh. Ok anh. Đấy. Bán tải màu đen giá bao nhiêu? Còn bán tải màu đen giá 285 triệu đồng anh nhá. Đấy. 285 triệu đồng. Forger 2 cầu máy dầu biển 34 Hải Dương 4 mùa không mục lụt đây. 2.2. Đấy. Quan tâm nhắn cho xem biển số à. Con đấy là biển 89 anh ạ. 897989 nhá. Đây, con bán tải màu đen đây, mới về đây. 209 màu đen 2 cầu máy dầu. 285 triệu đồng nhá. Tham khảo giùm em đi anh chị quý vị nhà mình ơi. Chào bác Quyết Thắng, chào đại gia đình nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Chào bác Đặng 6 này. Đấy, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình trên ba miền Tổ quốc. Vâng, thì ngay sau đây em Tùng xin phép báo giá lần lượt những đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Thắc mắc gì để lại comment dưới phần bình luận để em Tùng được tư vấn ạ. Bắt đầu từ mẫu xe tầm tiền ít nhất tại chợ ở bên em nhé. Đây, 40 triệu hơn một xíu thôi mà đã có xe ô tô đi rồi gia đình ơi. Matiz 2008 bản SE. Đấy, máy số keo chỉ sơn si luật là, côn số ngọt ngào. Cờ tiền gửi đến chị quý vị gia đình nhà mình là 46 triệu đồng thôi. Đấy nhá, 46 triệu đồng thôi. Động cơ 0.8 số sàn ăn xăng như người luôn. Đấy, bác nào đang quan tâm vào dòng tập lái tránh mưa tránh nắng này, đấy, quan tâm cho chiếc này đi. Bổ túc tay lái như chọn em nó, nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, dễ đi dễ lái này. Quay nội thất con Matiz này anh. À con ghét à? Ok, em sẽ quay lại nội thất con ghét cho anh một xíu này. Cho anh hỏi Matiz kiểu dán sống sờ bắc. Bao nhiêu tiền vậy? Con Matiz này bên em có 46 triệu đồng thôi nhá. Đấy, 46 triệu đồng bán tại chợ ô tô đúng Hải Dương. Ok, đem quay lại con ghét này. Có bán tải ngũ 90 à, bán tải ngũ 9 là xe gì anh ơi? Vâng, bình luận chi tiết giùm em một xíu ạ. Vâng, cảm ơn rất nhiều này. Đây, nội thất bên trong của chiếc ghế đây. Đấy, bác nào mà đang quan tâm nội thất chiếc ghế này xem giùm em nhá. Nội thất ghế lỉ nhá. Đây, nội thất ghế lỉ theo xe này. Đấy, như mình quan sát cùng em này. Vô lăng 3 chấu này, túi khí an toàn trên vô lăng, đầu đài hình theo xe nhá. Nội thất sạch sẽ, điều hòa thì rất buốt này. Đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. Đấy, với giá liêm yết. Đây, giá liêm yết của em Tùng đây, 140 triệu đồng. Như anh chị quý vị nào mà đang quan tâm trên bước sóng livestream ngày hôm nay của em này, giảm giá kịch sàn 125 triệu đồng bán tại chợ thôi. Đấy, quan tâm cho em đi gia đình nhà mình ơi. Đấy, nội thất ghế lỉ đây và trần lỉ theo xe nhá. 125 triệu đồng, Hyundai hết 2010. Vâng, cháu Hoàng Trung Hiếu, cháu bác Trần Quốc Tuấn, cháu bác Song Nguyễn, cháu bác Nguyễn Tú này, cháu Phạm Tuyết bán tải ngũ 90 ạ, là sao bác nhỉ?
À bán bài, bán tải biển tứ chín thì không có anh nhá. Vâng. Bán tải bên em tứ chín thì không có anh Quách Tế ơi. Đấy, dòng xe tầm tiền thôi. Mình quan tâm đến chức năng công dụng thôi. Máy số như thế nào rồi còn biển bóp gì bên em cũng không quan tâm lắm đâu ạ. Có Lugen Đài Loan không anh? Bắc Trung Kinh Nghiễn. Ở Lugen Đài Loan thì bên em tạm thời chưa có này. Anh tạm ứng cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của ô tô đầu mối Hải Dương đi. Để lại số điện thoại ở phần comment hoặc là phần tin nhắn fanpage để nào có thêm gọi điện cho anh nhá. Cảm ơn anh rất là nhiều này. Chào anh Mạnh Trần, chào bác Nguyễn Hùng, chào đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương trên ba miền của Tổ quốc. Chào đại gia đình mình ạ. Đây, em Tùng xin báo giá lần lượt những đầu xe hiện có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương, bình luận comment đủ lên. Vâng, con này số sàn mà anh. Đây, con này 208 số sàn mà. 208 số sàn 46 triệu đồng. Đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Có bảo hành xe dịch vụ không ngập nước không? Bên em bảo hành là xe không lâm đụng, không va chạm, không thủy kết ngập nước anh nhá. Đấy, bảo hành trên toàn quốc luôn. Về pháp lý thì bảo hành trọn đời này. Nếu mà có tranh chấp về chủ mã gì thì bên em xin nhận lại xe ạ. Cảm ơn câu hỏi anh rất là nhiều. Vâng, chào bác Hiếu Phạm Văn, chào đại gia đình nhà mình. Đây, để em Tùng báo giá nhá. Trước mắt anh chị quý vị và các bạn gia đình nhà mình, em xin báo giá một chiếc Hyundai Grand i10 2014 đăng ký và lăn bánh năm 2016. Động cơ 1.0 số sàn, tư nhân chính chủ. 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ đây. Đấy, khi xuân sang trên bến cảng mà đàn hải âu bay giữa trời đây. Xe được trang bị la răng đúc 4 bánh, nốp lắp đẹp, xin nhan trên gương kính cụp xoay điện. Vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển 245 triệu đồng. Bao rút hồ sơ tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Còn bớt còn thương lượng cho gia đình nhà mình ạ. Vâng, chào anh Hoàng Việt, chào anh Quyền Lưu, chào anh Hiếu Phạm, chào đại gia đình ta. Nhà mình đang xem bức sóng livestream ngày hôm nay. Cho em Thanh Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ gia đình ơi, có mất tiền có mất bạc gì đâu. Đằng sau chiếc Hyundai Grand i10 2014 bản đồ này thì em giới thiệu đến gia đình nhà mình Hyundai Grand i10 bản Bay 2014 đăng ký và lăn bánh năm 2017. Động cơ 1.0 số sàn. Cơ tiền tham khảo gửi đến gia đình nhà mình là 195 triệu đồng. Vâng, cảm ơn anh Quách Tế ạ, xe đẹp quá. Vâng. Bên em cũng nói là xe đẹp thì là cũng một phần thôi. Tức là xe đẹp về chất lượng là một này, đẹp về giá cả để làm sao phục vụ cho anh chị quý vị gia đình nhà mình nhá. Cảm ơn lượt comment của anh Quách Tế rất là nhiều ạ. Cho em gửi lời chào anh Quách Tế nhá. Cạnh mẫu Hyundai Grand i10 vừa rồi. Thế đây nhà mình cùng tham khảo giúp em ạ. Cho anh Đoàn Bình vừa xem buổi live stream nhé. Kia Morning số tự động. Đây bản S-Link bản đủ phun kịch 235 triệu đồng. Đấy, đời 2010. Động cơ 1.0 máy Eco. Siêu tiết kiệm nhiên liệu. Ok, chào bác Khúc Văn Công này. Bác Khúc Văn Công vừa xem buổi live stream ngày hôm nay. Cho anh Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi bác Khúc Văn Công ơi. Chúc bác Khúc Văn Công có sức khỏe này. Đấy, liền vui bên gia đình và người thân ạ. Chốt con ghét lại chính xác bao nhiêu chuẩn giá. Còn đây chốt cho anh 125 triệu đồng nếu mà cọc trên bức sóng livestream ngày hôm nay nhá. 125 triệu đồng cọc ngay bây giờ bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Chia sẻ nhiều lên anh chị quý vị gia đình em ơi. Vâng, chốt Trần Đức Anh ạ. Đây, tiếp tục báo giá chiếc Kia Morning số động 1.0 SLX nhập Hàn nguyên chiếc đây. Biển tư nhân chính chủ Hà Nội 24A46735. Na răng đúc 4 bánh lốp đáp đẹp. Xin nhan trên gương kính cụp xoay điện, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. Nội thất ghế da điều hòa nóng lạnh hai chiều theo xe. Đấy, điều hòa auto luôn. Sấy gương sấy kính đủ cả rồi. Vô lăng tích hợp túi khí 235 triệu đồng. Đấy, đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Còn bớt còn thương lượng với gia đình nhà mình ạ. Màu lông chuột bản C có không? Màu lông chuột bản C thì không có, nhưng đang có màu trắng bản C anh ơi. Vâng, chắc Tiến Tình. Chào anh Quách Tế ạ. Có màu trắng bản C anh nhá. Đấy, theo dõi buổi livestream ngày hôm nay với em đi, một xíu nữa thôi thì em sẽ giới thiệu cho anh con Morning màu trắng bản C ạ. Vâng, chào anh Long Hiến này, chào Trần Đức Anh, chào đại gia đình như mình. Cạnh vừa rồi là ba mẫu hatchback một đầu này. Tiếp tục giới thiệu anh chị quý vị như mình, đấy một mẫu sedan hai đầu màu đen, La City 2008, cờ tiền gửi anh chị quý vị gia đình nhà mình tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương ngày hôm nay này, bớt 10 triệu chỉ còn 130 triệu thôi, 130 triệu thôi gia đình nhá. 30K3866 biển rất đẹp luôn. Có Asen 2009, theo dõi đi để em tư vấn cho ạ. Đấy, 130 triệu đồng. 1.5 số sàn. Đấy, biển tư nhân chính chủ Hà Nội.
Hà Nội phố với Thành nhá. Đăng kiểm thì còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Nội thất ghế lỉ và trần lỉ di nguyên bản theo xe. Cảm ơn anh Khúc Văn Công rất là nhiều này. Có dịp qua chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi, mời anh Khúc Văn Công ăn sáng ăn trưa ăn tối nhá, uống cà phê cùng với em Tùng nhá, anh Khúc Văn Công nhá. Đấy, 135 triệu đồng thôi. Xe lan hai đầu, phân khúc hạng B, tránh mưa tránh nắng, tập lái, phục vụ mọi nhu cầu gia đình nhà mình ạ. Na City Civic, sơ bắc số sàn 2019 có không? Đúng không này? X3 à, xin lỗi ạ. X3 2019 tạm thời bên em chưa có, anh Văn Trường ơi. Cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi. Chắc chỉ một vài hôm nữa thôi, đang còn một mẫu X3 đang về rồi nhá. Đấy, anh cứ để lại số điện thoại đi, một hai hôm nữa em sẽ gọi cho anh ạ. Cảm ơn lượt bình luận của anh rất là nhiều ạ. Vâng, chào bác Minh Nhật. Hello, vâng, hello bác Minh Nhật ạ. Vâng, chào bác Tương Nguyễn này. Em xin đọc hết những lượt bình luận gia đình nhá. Chào bác Lương Quý Huỳnh và xem buổi livestream ngày hôm nay này. 5 chỗ gầm cao từ 215. Không, 5 chỗ gầm cao 215 trở lên này. Đấy, cho anh tư vấn một mẫu này 216 này, anh tư vấn giùm em anh ơi. Đấy, Outlander 5 chỗ nhá, bản 5 chỗ. Đấy, để em một xíu để em quay cho anh nhá. Chia sẻ với mọi hội nhóm rồi, ok đại, cảm ơn đại gia đình mình rất là nhiều này. Xe chất đấy cả nhà mình ơi. Vâng, cảm ơn bác Trần Nhật Thăng rất là nhiều này. Cảm ơn những anh chị quý vị, những khách hàng thân thương của chợ ô tô đầu mối Hải Dương rất là nhiều này. Cho em Tùng cảm ơn gia đình mình rất là nhiều nhá. Tiếp tục báo giá đây. Đây, mới về đây. 7 chỗ gầm cao. Đây, 7 chỗ gầm cao đây, tham khảo số em đi. Có ca gen không? Bác Lam Phụng, ca gen thì tạm thời bên chưa có này. Tầm 7 chỗ thì tạm thời bên có Innova này. Có 7 chỗ đang có Innova là một này, có Zoyli này, có Vivante này. Đấy, Innova thì rất là nhiều luôn. Tham khảo rồi em đi. Ca gen thì cũng chắc là có 1 2 hôm nữa thôi. Là về là cập bến để báo giá cho anh chị quý vị ạ. Vâng, chào anh Lính Đánh Thuê. Morning xanh bao nhiêu tiền? Đấy, Morning xanh thì đang có 2 chiếc. Một chiếc này là 2010, 235 triệu đồng. Một chiếc này cũng 2010, màu xanh cửu long đây, 235 triệu đồng. Đồng giá 2 chiếc cho anh nhé. Anh tham khảo chiếc nào để lại bình luận đi. Một chiếc thì là biển Hà Thủ Đô 29 đây, một chiếc thì rút hồ sơ rồi. Đấy, quan tâm chiếc nào để lại bình luận đem review kỹ cho anh. Vâng, chào anh Trung Phạm. Chào Vios Hà Nội tầm 2 lít. Bác Đình, bác Dũng Đình. Chào bác Bùi Phong đang xem buổi livestream ngày hôm nay ạ. Chào đại gia đình mình. Đấy, Vios Hà Nội, biển Hà Nội 2 lít à? Đâu để em xem có không nhỉ? Có nhá. Dưới 2 lít luôn, gửi đến anh này. Đây, Vios Hà Nội đây. Có đây biển 30E. Để em tư vấn cho anh ạ. Đây, Toyota Vios lồi đồng cuối đá quốc dân đây. 195 triệu đồng đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. Giá còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị nhà mình nhá. 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, tuy nhiên chính chủ Hà Nội đây. Đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm 1 năm nữa luôn. Đấy, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. Đây, vô lăng 3 chấu, túi khí trên vô lăng. Đầu đài màn hình theo xe này 195 triệu đồng. Toyota Innova lồi đồng cố đá 2010. 7 chỗ review đi, ok anh. Lova mấy lít? Đây, em xin báo giá lần lượt nhá. Nhà mình cứ để lại bình luận đi để em Tùng báo giá cho ạ. Chào anh Thành Vi này, chào anh Đỗ Tất Thiên, chào bác Sơn Nguyễn, báo giá 7 chỗ đi. Ok. Chào bác Mai Thu Minh, chào đại gia đình nhà mình. Đấy, vừa rồi là Vios tầm 2 lít biển Thủ Đô nhá. Tham khảo cho em đi anh ơi. Đây, báo giá 7 chỗ đây gia đình mình ơi. Đấy, báo giá từ đời cao đến thấp, mà từ đời thấp đến đời cao của 7 chỗ đây. Toyota Innova 211 2.0 số sàn. Vua dòng 7 chỗ đây. 335 triệu đồng. Đấy, bản G hit nhá. Đây, bản G xịn 3 chiếc đây, 211, 208 và 206 đều là bản G luôn. Nga sáng đúc 4 bánh có phanh đĩa chống bó cứng ABS ở 2 bánh trước. Hỗ trợ phanh tăng chống ở phía sau này. Hộp số VVTi của nhà Toyota, thương hiệu vô cùng tiết kiệm nguyên liệu luôn. Một chiếc 7 chỗ tặng, một chiếc 7 chỗ mà ăn chỉ có từ 7 lít đến 8 lít trên 100 km. Vô lăng 3 chấu, túi khiên toàn trên vô lăng. Vios 2010 anh nhá. Đây, nội thất bên trong đây. Nội thất rộng nhất của dòng 7 chỗ đây. Đấy, với cửa tiền hơn 300 triệu đồng một xíu thôi. Anh chị quý vị nhà mình đã có một chiếc 7 chỗ xe gia đình, phục vụ mọi nhu cầu, cũng có thể là đá đưa dịch vụ. 335 triệu đồng Toyota Innova 2011. Sâu hơn một xíu thôi này. Toyota Innova 208 2.0 số sàn. Đấy, form dáng thì không bao giờ lỗi thời. Máy số điện đón thì lành. 265 triệu đồng.
Đấy, tham khảo giùm em đi. Còn ít tiền hơn một xíu nữa này, hơn 200 triệu một xíu thôi. Tota Innova 2006, đời đầu của dòng Tota đây. Đấy, cụ thể là bao nhiêu? Sao cụ thể là bao nhiêu anh Đức Anh nhỉ? Con này 265 triệu đồng này. Con ở đằng trước 211 là 335 triệu đồng anh Đức Anh ơi. Con này là 2006, 229 triệu đồng nhá. Bản G xịn. Cam kết 3 mẫu này là không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích ngấm nước, bảo hành về pháp lý trọn đời cho anh chị quý vị gia đình mình. Có tranh chấp gì là bên em xin hoàn tiền lại cho gia đình mình. Hoàn tiền đổi trả 1-1, nếu mà đổi trả 1-1 không ưng, hoàn lại 100% tiền. Vâng, chào bác Hà Thắm này, chào bác Thơm Nguyễn, chào anh Trần Đức Anh, chào Nguyễn Văn Đồng, chào Xuân Tứ Đỗ này, chào bác Đình Dũng, chào đại gia đình nhà mình. Đấy, vá ớt đời cao hơn cũng có anh nhá. Vâng, cứ để lại bình luận, để lại comment đi, để em Tùng được tư vấn hầu hạ anh chị quý vị gia đình nhà mình. Đấy, 8:30 mỗi tối nhá. Nhớ vào ủng hộ em Thanh Tùng đi anh chị quý vị gia đình ơi. Ủng hộ Thanh Tùng, ủng hộ cho ô tô đầu mối số 1 Hải Dương ạ. Đây, tiếp tục báo giá cho gia đình mình đây. 7 chỗ tiếp tục này. Vivante 2009 2.0 số sàn 155 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn thương lượng. La sáng đúc lốp lao đẹp. Sơn xi máy sổ, máy số keo chỉ thì liền lạc còn đẹp nhá. 155 triệu đồng. Vô lăng 4 chấu, túi khiên toàn trên vô lăng, tư nhân chính chủ Hà Nội. Đấy. Cam kết anh chị quý vị mình một chiếc xe tư nhân chính chủ. Đấy, không ngập lụt, không dịch vụ taxi cũng như là không đâm đụng, không va chạm. Mang về sẵn đi sẵn sử dụng nhu cầu của nhà mình thôi. Vâng, chào bác Văn Khương. Chào những cảm ơn những lượt tim lượt yêu thương của gia đình nhà mình ạ. Vâng, cảm ơn bác Thanh Hoan. Chúc suốt buổi tối vui vẻ. Ok, bán đắt nhiều hàng. Vâng, cảm ơn bác rất nhiều. Nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, hoan hỉ vui vẻ lên cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ, 5-7 lượt tim đi gia đình nhà mình ơi. Đấy, tiếp tục đây. Một mẫu xe nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu này. Đấy, những bác nữ, bác nam nào mà vừa khoác bằng này, muốn bổ túc tay lái này, muốn có một chiếc xe nhỏ gọn nhập khẩu nhá. Chiếc này em nhấn mạnh là nhập khẩu nguyên chiếc luôn này, 2010. Hơn 200 triệu một xíu thôi này, tham khảo cho em đi. Kia Morning 2010. Bản SLX số tự động 1.0 máy eco nhập khẩu. Còn tiền gửi đến gia đình nhà mình là 235 triệu đồng. Đấy. La sáng đúc hoa mai này. Đấy, cái chi tiết la sáng đúc này em cực kỳ thích luôn. La sáng đúc hoa mai 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS ở hai bánh trước, hỗ trợ phanh tăng chống ở hai phía sau. Đây, xin nhan dạng mới tích ở trên gương, gương kính cụp xe điện này. Con này thì máy số keo chỉ sơn si, cũng như nội thất là zin theo xe nhá. Đấy, nội thất từ nhà sản xuất như nào thì bây giờ em nó vẫn như thế luôn. Xin video chi tiết vay hốt hàng đen 2010. Zalo ok anh, em đã chụp lại màn hình rồi, để sau buổi livestream này em sẽ liên hệ với anh nhá. Vâng, chào bác Tuấn Nguyễn, chào bác Nguyễn Viết Vinh, chào bác Hải Lâm. Vâng, chào đại gia đình rất là nhiều này. Bác nào em chưa được gửi lời chào thì cho em xin gửi lời chào đi gia đình mình ơi. Đấy, vô lăng 3 chấu, túi khiên toàn trên vô lăng, đầu đài màn hình theo xe này. Đấy, cam lùi cam hành trình này thì tích hợp trên gương đây. Đấy, cái màn hình này rất là đắt tiền luôn. Nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh 2 chiều nhá, 235 triệu đồng. Nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Em xin quay một vòng em nó này cho anh chị quý vị mình cùng quan sát này. Đấy. Đấy, xe nhập khẩu nhá. Tôn vỏ cực kỳ là chắc chắn này. Nhà mình cùng quan sát em phần cách âm cách nhiệt của xe này. Đấy, phần cách âm cách nhiệt của xe này vô cùng cách âm vô cùng là tốt luôn. Một chiếc xe gọi là xuất sắc cùng đời luôn ạ. Một phần nhập khẩu này, đấy, này mình cách âm cách nhiệt này. Đấy. 235 triệu đồng thôi, không mua xe này thì mua xe gì? Đấy. Tham khảo giúp em với anh chị quý vị mình ơi. Các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay, cứ like, cứ tìm, cứ bình luận, cứ chia sẻ đi để em Tùng được bớt giá cực sàn hơn nữa cho gia đình mình nhá. Đấy, con này thì hồ sơ cầm tay rồi. Nên những thủ tục mà sang tên đổi chủ bấm biển mới cho gia đình mình trong vòng lốt nhà thôi. Đấy. Bao những thủ tục cho anh chị quý vị mình. Anh chị quý vị mình chỉ đến mua xe trả tiền, mang xe về chạy thôi. Không cần suy nghĩ thêm về chất lượng cũng như giá cả hoặc là dịch vụ ạ. Vâng, chào bác Thanh Ngoan này, à chào Ngoan Thanh này, chào Minh Văn Lê, chào đại gia đình mình. Tiếp tục đây gia đình ơi. 200 triệu đồng số tự động. Grand Tra 2010 1.6 số tự động này, tư nhân chính chủ. 99 Bắc Linh, quê hương của làn điệu quan họ chữ tình đây. Máy số keo chỉ sơn si thì chất. Đây, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều.
còn sáng, còn bóng, còn đẹp, không có dấu hiệu rạn nứt, bóng mờ do sương do nhiệt nhá. Xe đăng kiểm này còn khá là dài này. Tháng 12 năm 2022, 1.6 số tự động. Để mình cùng quan sát phần nội thất bên trong em đi. Đấy, nội thất ghế da và trần lễ zin nguyên bản theo xe. Đầu đài màn hình của hãng này, vô lăng 4 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng. 210 triệu đồng, tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi. Đấy, giá còn bớt, còn thương lượng cho anh chị quý vị nhà mình. Vâng, cảm ơn bác Lý Thị Dần ạ. Vâng, cảm ơn những lượt bình luận và chia sẻ anh chị quý vị xây gia đình rất là nhiều này. I12 đầu sedan, bác Minh Lê Văn, I10 sedan 2 đầu 2017 thì tạm thời anh em chưa có tiếc quá bác ơi. Bác cứ tạm ứng cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi đi. 1-2 hôm nữa thì nó về thì em sẽ gọi điện trực tiếp cho bác nhá. Bình luận chia sẻ nhiều lên anh chị quý vị gia đình nhà mình ơi, để tiếp tục em được báo giá ạ. Vâng, chào anh ạ, chào bác Sài Sa Văn Đài, chào Huỳnh Phan, chào đại gia đình nhà mình. Đấy, xe chưa có thì hơi tiếc một xíu thôi, thì cứ theo dõi buổi livestream ngày hôm nay cùng em đi, để xem cho mình có sự lựa chọn nào tốt hơn không gia đình mình nhá. Tiếp tục báo giá đi ạ. Kia Morning 2009, 1.0 số tự động. Đấy, như bác nữ nào mà vừa học lái xong này, vừa có bằng muốn bổ túc tay lái, chọn cho mình một chiếc xe nhỏ gọn, dễ đi, dễ lái, dễ sử dụng này. Tham khảo cho em chiếc này, Morning 2010 màu trắng, 195 triệu đồng, còn bớt, còn thương lượng được cho những khách hàng yêu thương nhá. Đấy, giá này là giá tham khảo thôi, cứ bớt thoải mái, cứ tham khảo thoải mái đi. Đấy, bớt làm sao mà hợp lý thôi để gia đình nhà mình cùng mua nhá. Vâng, chào bác Bùi Kiên này, chào đại gia đình nhà mình nhá. Chia sẻ nên nhiều lên gia đình nhà mình ơi. Đây, cạnh mẫu nhỏ gọn một đầu rồi này, tiếp tục tham khảo của em này. Lacetti 2012, đăng ký năm bánh năm 2013. Với động cơ là 1.6 số sàn, gửi tiền gửi đến cả gia đình nhà mình là 190 triệu đồng. Đấy, còn bớt, còn thương lượng nói cho quý vị nhà mình nhá. Đến trực tiếp xem xe thì còn bớt nhiều hơn này. Đấy, đem chỉnh lại máy quay một xíu để tiếp tục phục vụ anh chị quý vị gia đình nhà mình ạ. Vâng, chào anh Đình Văn đang chào buổi livestream ngày hôm nay này. Ấy, 190 triệu đồng. Lacetti 2012, 1.6 số sàn, còn bớt, còn thương lượng được cho anh chị quý vị gia đình mình. Đấy, like team, thả like nhiều lên. Vâng, chào bác Truyền Cơ Khí này, chào bác Bùi Kiên, chào bác Sa Đài Văn, chào đại gia đình, chào ô tô đầu mối Hải Dương trên 3 miền của Tổ quốc này. Đấy, nhà mình đang quan tâm dòng sản phẩm nào, mức tầm bao tiền, giá cả như nào, cứ để lại bình luận đi để em cùng được tư vấn. Chào bác Đỗ Xuân Từ, chào Đình Văn, chào những khách hàng thân thương ạ. Cạnh mẫu ghét với cửa tiền là 140 triệu đồng vừa rồi. Tiếp theo đây em xin báo giá cho gia đình mình nhé. Kenta 2009, 1.4 số sàn mà chỉ có 135 triệu đồng thôi. Sedan 2 đầu màu đen, na dáng đúc, lốp đáp đẹp, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này, 135 triệu đồng, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, tham khảo giúp em đi anh chị quý vị gia đình nhà mình ơi. Vâng, chào bác Nguyễn Đình Lan, chào bác Hải Nguyễn Hải Anh, chào bác Công Nghiêm, chào bác Đỗ Xuân Tử, những bác nào mà hôm nay vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, để lại cho em Tùng một lượt like, một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của cháu ô tô đầu mối Hải Dương, để không bỏ lỡ những buổi tối livestream này và những video sẽ lên sóng để báo giá cho anh chị quý vị gia đình nhà mình những sản phẩm chất lượng nhất ạ. Vâng, chào bác Phạm Ngọc, đây ASEAN 09 cho anh chị quý vị mình quan tâm đây. ASEAN 2009 màu bạc, 1.4 số sàn nhập Hàn nhá. La răng đúc thì được trang bị ở 4 bánh, Sinan tích hợp trên sườn xe, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Biển tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh đây, quê hương của đất mỏ đây. Máy số keo chỉ chất, sơn xi đẹp, côn số lột là rồi, mang về sẵn đi, sẵn sử dụng, sẵn phục vụ nhu cầu của đại gia đình mình thôi. Vâng, chào bác Cường Tiền Nẻ này, chào bác Nguyễn Văn Hóa, chào bác Nguyễn Trung, chào bác Phạm Ngọc, chào những khách hàng đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Vừa rồi bữa đầu buổi livestream thì em cũng giới thiệu cho anh chị quý vị nhà mình một mẫu Vivante số sàn này. Tham khảo cho em mẫu số tự động này đi gia đình mình ơi. Vivante số tự động 2008, tư nhân chính chủ biển 34410 không lụt, quê hương của Thanh Tùng cũng như là nơi đặt trụ sở giao dịch chính của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Xe đăng kiểm thì đến tháng 12 năm 2022. Đấy, nội thất ghế da điều hòa long lạnh hai chiều rét buốt luôn. Đấy, xe thì đẹp rồi, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi nhá. Vô lăng 3 chấu, vô lăng 4 chấu, túi khí toàn trên vô lăng. Đây, số tự động mà chỉ có 198 triệu đồng thôi. Đấy, tham khảo cho em một mẫu 7 chỗ tầm trung, giá tiền dưới 200 triệu đồng này đi anh chị quý vị gia đình nhà mình ơi ạ. Vâng, chào bác Đinh Thị Thu Trang đang xem buổi livestream ngày hôm nay này. Chào bác Lương Ngọc Cảnh, chào bác
Kiếp ngựa hoàng à? Vâng, chào bác Cường Tiền Nẻ, chào đại gia đình nhà mình ạ. Chào bác Inh La, chào những khách hàng thân thương của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, còn rất là nhiều đầu xe đây để phục vụ anh chị quý vị gia đình nhà mình trên ba miền của Tổ quốc nhé. Vâng, vừa vào rồi đầu buổi livestream này, các bác nào hỏi mà dòng Kia Morning màu đỏ này, tham khảo cho em chiếc này đi ạ. Kia Morning màu đỏ 2016, động cơ 1.2 4 máy nhá, động cơ 1.2 4 máy, nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu, một sản phẩm lên nhà Kia. Kia Morning 2016, đấy, đời cao mà cọc tiền chỉ có dưới 200 triệu thôi. 195 triệu đồng, la sáng đúc, phay bốn bánh, lốp đáp đẹp. Đấy, 195 triệu đồng. Giá lại còn bớt, còn thương lượng cho anh chị quý vị gia đình nhà mình nhá. Đăng kiểm dài này, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Đấy, những tay chi tiết tay lắm, cửa này vườn chân kính thì bọc lốp rất là đẹp rồi. Đấy, vô lăng hai chấu, túi khí an toàn trên vô lăng, đầu đài màn hình to, phục vụ mọi nhu cầu gia đình nhà mình. 195 triệu đồng. Đấy, Kia màu đỏ 2016 ạ. Vâng, chào Phong Nguyễn này, chào Dũng Sơn, chào bác Đặng Đình Ngọc, chào bác Zolito mà. Chào bác Yến La, chào đại gia đình nhà mình ạ. Đấy, 2016 này. Giới thiệu đời hơn một cao hơn một xíu đi để mình cùng tham khảo nhá. Một sản phẩm đến nhà Hyundai đây. Vừa là có ASEAN 2.9 này. Tiếp tục báo giá đến gia đình mình. ASEAN 2.19 xe siêu lướt đây. Cờ tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 430 triệu đồng. Đấy, ASEAN 2.19 gia đình nhá. Xe siêu lướt tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng đấy ạ. Đây, cặp đèn pha thì trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. La sáng đúc lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS ở bốn bánh. Xin nhan tặng mí tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện. Đăng kiểm thì còn rất là dài này. Đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. Đấy, vừa rồi là phần thân vỏ, sơn si cũng như ngoại thất bên ngoài này. Nhà mình cùng tham khảo dùm em phần nội thất bên trong nhá. Ơi, nội thất bên trong đây anh chị quý vị gia đình nhà mình ơi. Vô lăng ba chấu, túi khí an toàn, kết hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Đầu đài màn hình theo xe này. Đấy, điều hòa auto rồi. Z-Boost. Túi khí an toàn thì được trang bị bên tắp lô phụ đây. Đấy, trần lỉ nhá. Trần lỉ zin theo xe này. Đấy, cửa tiền gửi đến chị quý vị gia đình nhà mình. Tài trợ ô tô đầu mối Hải Dương là 430 triệu đồng. ASEAN 2019 1.4 số sàn. Zin đến từng con ốc luôn. Bao test hãng cho chị quý vị gia đình nhà mình nhá. Đấy, trước này thì có hỗ trợ trả góp anh chị quý vị gia đình nhà mình ạ. Đấy, hai số này thì là trên màn hình 0343 54099 và 0347 701 777 ạ. Vâng, những bác nào vừa xem buổi livestream ngày hôm nay, chia sẻ ủng hộ em Thanh Tùng, tài trợ ô tô đầu mối Hải Dương đi gia đình mình ơi. Đấy, 5 chỗ gầm cao máy thoáng cho anh chị với mình cùng tham khảo giùm em nhé. Đấy, Outlander, Outlander Mitsubishi 2016 2.0 số tự động. Đấy, nhập khẩu nguyên chiếc tại Nhật Bản nhé. Một dòng xe đến từ Nhật Bản đây, 2.0 số tự động này. Đấy, phù hợp cho anh chị quý vị nào mà đi gia đình này. Đấy, 5 người, cốp cáp cực là rộng luôn, gia đình nhà mình ơi. Đấy, em xin quay phần nội thất bên trong cho là mình cùng quan sát nhá. Đấy, quay nội thất bên trong lên trước đi, rồi ngoại thất ở ngoài sau để tư vấn cho anh chị quý vị gia đình nhà mình ạ. Xe này mang động cơ 2.0 số tự động. Đấy, một sản phẩm đến từ nhà Mitsubishi đấy ạ. Vô lăng túi khí này, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Đấy, đầu đài to rồi, phục vụ mọi nhu cầu của anh chị quý vị em mình, từ xem phim, nghe nhạc cũng như check map khi đang di chuyển này. Đấy, túi khí an toàn có cả bên tắp lô phụ cạnh người lái đây. Đấy, tay đấm số tự động zích zắc, vô cùng an toàn, vô cùng hiện đại đấy ạ. Đấy, nội thất bên trong siêu rộng luôn. Trần thì vẫn là trần nỉ theo xe này, trần nỉ này còn nguyên đất tươi bóng bọc của nhà sản xuất đây. Mitsubishi Outlander 2016 nhập Nhật 575 triệu đồng. Zin 100% bao test hãng đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Vâng, chào bác Quang Đường này, chào bác VV, chào bác Hiền Nguyễn, chào bác Phong Thanh, chào bác Ngô Công Linh, chào bác Tuấn Văn Trân, chào bác Phương Đăng, chào tất cả những khách hàng thân thương của chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhà em nhé. Đấy, máy số Nhật keo chỉ sơn si chất mà lại còn hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị gia đình nhà mình. Đấy, không mua xe này thì mua xe gì gia đình mình ơi. Đây, tiếp tục báo giá những chiếc xe mới về ngày hôm nay trước cho lại gia đình mình cùng quan tâm này. Seto đây. Đấy, Seto 2017. Đấy, bản nâng cấp của dòng K3 nhá. Sau dòng K3 lên Seto này, tham khảo rồi em đi. Đấy, Seto màu đen, biển 18 Nam Định, quê hương Nam Định đây. Mặt ca lăng mũi hổ đây.
mặt ca lăng mũi hổ thì vô cùng là quen thuộc dòng xe tô nhá. Đây em xin quay một vòng ngoại thất bên ngoài đây. Cặp đèn pha này trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp, là sáng đúc 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Đấy, xi nhan trên sườn xe đây, dải xi nhan thì trang bị công nghệ LED đây, rất đẹp luôn. Cho anh Quân Nguyễn vào xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đây xin quay phần nội thất bên trong đây, tham khảo cho em phần nội thất đi anh chị, quý vị gia đình nhà mình ơi. Đấy, xe tô phân khúc hạng C này, xe đình gửi đến gia đình nhà mình ạ. Đấy, vô lăng ba chấu, túi khiên đoàn trên vô lăng này, kết hợp các nút điều khiển nhá. Các nút điều khiển rất lớn này, rất là dễ sử dụng. Đây, màn hình to này, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị gia đình nhà mình. Điều hòa auto, đấy, hộp số cấp 4 số. À, hộp số 6 cấp này. Đầu đài mình theo xe này, cỡ tiền là 430 triệu đồng. Bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ trả góp tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương cho anh chị quý vị gia đình nhà mình ạ. Vâng, cháu Hùng Duy này, cháu Thịnh Nguyễn, cháu bác Nguyễn Quân, cháu bác Xin Trần, cháu Khiêm Minh. Chào đại anh chị quý vị gia đình nhà mình trên ba miền Tổ quốc đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhé. Đang xem buổi livestream ngày hôm nay, rảnh tay rảnh chân thì cho em xin Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi anh chị quý vị gia đình nhà mình ơi. Đấy. Giải đèn đỏ đây, hai vùng độc lập. Đấy, cam đùi cam hành trình đầy đủ rồi. Xe tô 2017 di lên từng con ốc luôn, màu đen này. Tay nắm cửa viền chân kính này thì được bọc lốc rất đẹp luôn. Đấy, những chi tiết như ghép lối giữa cản và vè này. Đấy, giữa hai cánh cửa thì không cong vênh, không bóp méo này. Cam kết anh chị quý vị nhà mình một chiếc xe lướt đời cao, giá cả yêu thương có hơn 400 triệu đồng thôi. Đấy, còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị gia đình nhà mình nhá. Vâng, cháu Nghĩa Ngô, cháu bác Trại Dế Kim Ngữ này, cháu bác Bạch Xuân Dẹp, cháu bác Trịnh Nguyễn, cháu Hồng Duy. Chào đại gia đình nhà mình trên ba miền của Tổ quốc ạ. Xe tô 2017 này, đấy, 430 triệu đồng mới về ngày hôm nay đây. Tham khảo cùng em đi anh chị quý vị gia đình nhà mình ơi. Cạnh xe tô 2017 giới thiệu anh chị quý vị gia đình nhà mình này, Toyota Vớt lời đồng cuối đá 2016. Đấy, cầu tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 365 triệu đồng. Đấy, xe có chủ cũ độ lên phong dáng Maybach đây, hai vùng sơn này, Maybach hai vùng sơn đen và vàng cát rất đẹp luôn. Xe để tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi. Cờ tiền gửi anh chị quý vị gia đình nhà mình là 365 triệu đồng. Đấy, bao tiết hãng trên toàn quốc cho anh chị quý vị gia đình nhà mình nhé. Đấy, la sáng đúc lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Đấy, giải đèn hậu, đấy, giải đèn hậu phía sau đây được cả trang trí những chi tiết đây, bọc chrome rất đẹp này. Đấy, bản e xịn xin gửi đến chị quý vị gia đình nhà mình. Đấy, em xin quay một vòng ngoại thất bên ngoài cho anh chị quý vị cùng tham khảo nhé. 365 triệu đồng. Đây, mức tiêu thụ nhiên liệu đây, 6,3 lít trên 100 km hỗn hợp, 7,9 lít trên 100 km đô thị và chỉ là 5,4 lít trên 100 km đường trường cho anh chị quý vị gia đình nhà mình nhé. Toyota Vớt lời đồng cuối đá, một dòng xe 5 chỗ quốc dân đời cao. Xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình ạ. Đây, đèn đây, đèn pha đây thì được chủ cũ độ lên công nghệ bi sắt lông cầu, siêu sáng siêu đẹp, 365 triệu đồng, đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương cho toàn thể anh chị quý vị gia đình mình đang quan tâm nhé. Vâng, nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay, cho Tùng xin những lượt chia sẻ đi gia đình nhà mình ơi, có mất tiền có mất bạc gì đâu ạ. Vâng, cảm ơn bác Đinh Thị Tu Trang này, cho bác Lê Văn Thắng này, cho bác Nghĩa Ngô, cho bác đại gia đình nhà mình ạ. Morning form mới 170 triệu có không? Morning form mới mà tầm 175 triệu thì bên em chưa có anh nhá. Có pha din không? Pha din 5 chỗ thì bên em chưa có này. Tham khảo cho em những dòng 5 chỗ một đầu khác đi anh ơi. Vâng, cho bác Thiên Minh, cho bác Khổng Văn Minh. Đấy, Morning số sàn dưới 150 triệu. Morning số sàn dưới 150 triệu có bác Chi Lê ơi. Đây, Morning số sàn dưới 150 triệu đây. Con này có 135 triệu đồng thôi. Morning 2010 số sàn 1.0 nhá. Đấy, tiết kiệm nguyên liệu. Đấy, xe tập lái thôi có hơn 100 triệu thôi mà độ đủ thứ luôn. Bi này, đèn bi cầu đây, đèn bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. Đấy, la sáng đúc 4 bánh, lốp láp đẹp, màn hình to rồi. Đấy, em xin quay phần nội thất bên trong đây cho bác cùng tham khảo nhá. Đây, màn hình Android cỡ lớn này, to như quyển sách luôn, vô lăng 3 chấu. Nội thất thơm tho rồi, máy số keo chỉ chất, mang về sẵn đi, sẵn sử dụng, sẵn phục vụ nhu cầu của gia đình mình thôi ạ. Vâng, chào bác Thiên Trung, chào bác Thiên Minh này, chào bác Khổng Văn Minh, chào những khách hàng thân thương của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, còn rất là nhiều xe này để phục vụ anh chị quý vị gia đình nhà mình này. Đấy, hôm nay thì bên em có về một chiếc K3 đây. K3 đây anh chị quý vị nhà mình ơi. K3 2016 đăng ký làm bánh năm 2017.
biển tư nhân chính chủ Hải Dương đây, 34A44147, 300 triệu đồng nhá. Đấy, bán đại hạ giá cao A 300 triệu đồng cho anh chị quý vị gia đình nhà mình. Là sang đúc lốp láp đẹp phanh đi ABS rồi. Đấy, gương kính cụp xe điện xin nhan trên gương. Đấy, 300 triệu đồng nhá, K3 2016 ạ. Đấy, cứ trả giá đi, cứ bình luận đi, bán hết nhá, bán đại giá luôn cho dình mình này. Cho bác Đào Hữu Tuệ này, cho bác Si Huỳnh, cho bác Thiên Trung, cho bác bác Trần Thị Thu Hằng, cho những khách hàng thân thương chỗ ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Đấy, tiếp theo đây xin giới thiệu chị quý vị gia đình nhà mình này, La Chetti Cedric 2009, 1.6 số tự động, sedan 2 đầu, phân khúc hạng C, mà gửi đến gia đình nhà mình chỉ có 255 triệu đồng thôi. Đấy, na sang đúc 17 inch 4 bánh, lốp nắp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi chất, xin nhan trên sườn xe, đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đây, đấy, chế độ cửa sổ chói đây, Panorama rất là hiện đại, rất là thể thao này. Đây, nội thất bên trong anh chị quý vị gia đình ơi. Đấy, nội thất ghế da này, nội thất ghế da theo xe này, vô lăng ba chấu tích hợp túi khiên toàn những cú nút điều khiển trên vô lăng. Đấy, điều hòa tu rét buốt rồi. Một chiếc xe gia đình phân khúc hạng C mà có 255 triệu đồng thôi nhá. Tham khảo dùm em đi đại gia đình em ơi. Cháu bác Nguyễn Khánh Nguyên này, cháu bác Hoàng Hiếu, cháu bác Phạm Hòa, cháu bác Nguyễn Đình Hùng, cháu bác Đông Doãn, cháu bác Đoàn Hữu Tuệ, chào đại gia đình nhà mình trên ba miền của Tổ quốc nhá. Đấy, chia sẻ giúp em Tùng đi gia đình nhà mình ơi. Còn nhiều xe lắm luôn đấy. Hơn 100 đầu xe để phục vụ gia đình nhà mình này. Đấy, tham khảo tư vấn rất là nhiều rồi này. Đấy, bình luận comment đi để em tư vấn cho. Hyundai Grand i10 bản đổ phun kịch 2014, đăng ký vào năm bánh năm 2017, 245 triệu đồng, giá bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị gia đình nhé. Xe đến mang biển tư nhân chính chủ 30 Hà Nội Phú đây, là dáng đúc lốp lắp đẹp, có phanh đi ABS ở hai bánh trước rồi, xin nhan dạng bí tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện 245 triệu đồng, tham khảo dùm em đi ạ. Đấy, còn rất là nhiều xe đây để phục vụ anh chị quý vị gia đình ạ. Đấy, bác nào mà đầu buổi live stream ngày hôm nay này hỏi chiếc Morning bản C, Morning bản C màu đỏ thì em chưa có này, nhưng Morning bản C màu trắng thì em có này. Morning bản C màu trắng 2016 bản đồ này, la răng đúc phay 4 bánh, lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này, 255 triệu đồng, đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện 255 triệu đồng anh chị quý vị gia đình nhà mình nhá. Xe được trang bị ở vô lăng hai chấu này, túi khiên toàn trên vô lăng, đầu đài và màn hình theo xe này, lốp láp đẹp sơn xi chất. Đấy, máy số keo chỉ còn zin, côn số ngọt ngào, 255 triệu đồng, gửi đến anh chị quý vị gia đình nhà mình ạ. Đấy, xe đẹp chưa rồi người, một chiếc xe tư nhân gia đình chính chủ. Đấy, rất là nhiều xe luôn để phục vụ gia đình nhà mình này. Đấy, K3 2017 300 triệu đồng nhá. Đấy, quan tâm K3 thì có K3 200 triệu đồng thôi. Tham khảo cùng em đi anh chị quý vị gia đình ơi. Đây, hôm nay về bên em còn về một chiếc Atrax nhá. Đấy, một chiếc Atrax máy Eco nhập Thái 2017 mà chỉ có 275 triệu đồng thôi, màu trắng rất đẹp đây. Tham khảo dùm em đi anh chị quý vị gia đình ạ. Vâng, chào anh Nguyễn Kim Mạnh vừa xem buổi livestream ngày hôm nay này, chào anh Trần Đức Anh này. Chào bác Trần Ngọc Hùng, chào bác Đào Hữu Trọng, chào bác Ngô Nam, chào bác Trần Thế Hiển này, chào bác Trần Lý Thu Hằng, chào những khách hàng thân thương chỗ ô tô đầu mối Hải Dương. Atrax 1.2 số sàn 2017 mà chỉ có 275 triệu đồng. Đấy, la sáng đúc lốp đáp đẹp, phanh đĩa chống bó cứng ABS ở 4 bánh, xin nhan tích hợp trên gương, gương kính cùng xoay điện, tay nắm cửa viền chân kính thì bọc lốc đây. Đấy, nội thất bên trong với gia đình ơi, vô lăng ba chấu, túi khiên toàn trên vô lăng, đầu đài màn hình to rồi, 275 triệu đồng, còn bất còn thương lượng được cho những anh chị quý vị gia đình nhà mình đang quan tâm nhé. Đấy, nội thất ghế da và trần lễ vẫn zin nguyên bản theo xe, 275 triệu đồng, còn bất còn thương lượng được cho những khách hàng yêu thương ạ. Đấy, các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay, để lại bình luận, để lại comment đi để em Tùng được tư vấn cho nhá. Mitsubishi Atrax này tiếp tục giới thiệu đến gia đình nhà mình một dòng xe đến từ Hàn đây. Gentech màu đỏ đuôi 2010, đăng ký là bánh năm 2011, 1.2 số tự động này. Một chiếc xe màu đỏ này phù hợp với những chị gái nào mà vừa lục cấp bằng này, bổ túc tay lái. Một chiếc xe gia đình đây, tư nhân chính chủ 34 Chí Linh Hải Dương ạ. Đăng kiểm thì còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, nội thất ghế da và trần lễ zin nguyên bản theo xe nhá.
Xe thì được có cả cửa sổ trời đây, cửa sổ trời lại Panorama này, 220 triệu đồng. Gửi đến chị quý vị gia đình mình. Đây xin ngoài nội thất bên trong này. Đấy, táp đô đẹp chưa gia đình ơi, cùng đánh giá cùng với em Tùng này. Vô lăng 4 chấu, túi khiên toàn trên vô lăng. Đấy, đầu đài màn hình theo xe này. Đấy, đầu đài màn hình Cova cỡ lớn này, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị gia đình nhà mình. Gentex 2009. Đấy, 220 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng nói chuyện quý vị gia đình mình ạ. Đấy, cả nhà em ơi. Đấy, chia sẻ nhiều lên. Đấy, thả tin thả like nhiều lên để ủng hộ em Tùng đi. Giá còn bớt còn thương lượng được cho đại gia đình nhà mình nhá. Đấy. Đến đây rồi này. Tiếp theo đây báo giá anh chị quý vị gia đình nhà mình. Đấy, những dòng xe tầm lái mở hơn 100 triệu một xíu thôi. Genta 209 135 triệu đồng. Động cơ 1.5 số sàn 5 chỗ ngồi màu đen. Sedan hai đầu phân khúc hạng B cho. Vâng, ok bác để sau buổi livestream đi. Đấy, rất là nhiều tin nhắn gửi đến rồi. Cứ sau buổi livestream này đi, em sẽ trực tiếp tư vấn cho chị quý vị nhìn nhá. Sedan hai đầu 135 triệu đồng. La xăng đúc lốp lắp đẹp, đăng kiểm dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Cam đồi cam hành trình đầy đủ rồi này. 135 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng đối với chị quý vị nhà mình. Đây, tiếp tục báo giá đây. Đây, Morning 150 triệu đồng. Morning màu trắng 150 triệu đồng. 1.0 số sàn nhập Hàn nhá. Đấy, báo giá bán kịch sàn cho anh chị quý vị gia đình mình luôn. Đấy, cứ trả giá là bán thôi ạ. Nhấc máy lên gọi điện với hai số line 0347 701 77 và 0343 540 99 để em Tùng tư vấn cho. Vâng, chào bác Thiết Bùi này, chào bác Trung Nguyễn, chào bác Trung Phạm, chào bác Truyền Hà, chào bác Thảo Nguyễn, chào bác Cháu Chu, chào bác Văn Phúc, chào bác Đoàn Chi, chào đại gia đình nhà mình. Đấy, báo giá chuẩn chỉ, tả một cách chi tiết nhất cho anh chị quý vị gia đình nhà mình. Đấy, tả sai nhà đến xem xe mà sai này, tặng ngay 5 triệu cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy, đấy, làm lộ phí đi đường nhá. Tiếp tục đây, xe đời cao đây. i10 2016 màu trắng, 1.0 số sàn, với cửa tiền của anh chị quý vị gia đình nhà mình là 245 triệu đồng nhá. Đấy, la răng đúc được lên 4 bánh này, lốp lắp đẹp sơn xi chất, máy số keo chỉ zin, nội thất ghế già điều hòa long lạnh rét buốt, mang về sẵn đi, sẵn sử dụng nhu cầu gia đình mình thôi ạ. Đấy, i10 2016 gửi đến gia đình nhà mình ạ. Vâng, chắc thế Trần nó xem buổi livestream này, cho bác Thiết Bùi, cho Trung Phạm, những anh nào, những bác nào vừa xem buổi livestream ngày hôm nay, cho em Tùng xin một lượt like đi, một lượt chia sẻ đi. Đấy, lấy làm động lực để Thanh Tùng mỗi tối này lên sóng báo giá cho đại gia đình nhé. Vâng, chào bác Chí Anh Trần, chào đại gia đình nhà mình ạ. Tiếp tục đây, Kia Morning 2016 này, tham khảo giùm em nhé. Kia Morning 2016 tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Vùng Đỏ đây, 200 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn thương lượng. Xe thì lên form mới rồi. Đây, cặp đuôi cặp đèn đuôi đây, đèn hậu dấu hỏi này, lốp lao đẹp sơn xi chất. Đấy, tay lắm cửa viền chân kính thì bọc chrome rồi. Nội thất bên trong đây, nội thất ghế da theo xe nhá, 215 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng anh chị quý vị gia đình nhà mình ạ. Đây, đầu đài màn hình đây, đầu đài màn hình to theo xe này, vô lăng hai chấu, túi khí toàn trên vô lăng, 215 triệu đồng. Kia Morning 2016 gửi đến gia đình nhà mình nhá. Vâng, chào bác Nguyên Nghiêm Khắc Song này, chào bác Sinh Nguyễn này, chào bác Trần Đức Anh, chào bác Chí Anh Tuấn, chào bác Thế Trần, chào đại gia đình nhà mình. Đấy, xem xe đi để em Tùng tư vấn cho anh chị quý vị gia đình nhà mình. Vâng, chào bác Khúc Văn Công ạ. Bác Khúc Văn Công vừa xem buổi livestream ngày hôm nay, cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi bác Khúc Văn Công ơi. Đây, còn rất là nhiều đồ xe để phục vụ đại gia đình nhá. Kia Morning 216 màu vàng này, em tư vấn gia đình này. Kia Morning 216 màu vàng, động cơ 1.25 số sàn 4 máy. Cờ tiền gửi đến cả gia đình nhà mình là 195 triệu đồng, bao rút hồ sơ. Đấy, bao rút hồ sơ nhá, mà chỉ có 195 triệu đồng thôi. Kia Morning 216, đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, nội thất ghế da, vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí toàn trên vô lăng, đầu đàm hình treo xe này. Đấy, mang về sẵn đi thôi, sẵn sử dụng như nhu cầu của gia đình nhà mình. Phong cho anh Trần Cao Tuấn này, chào bác Trần Thị Thu Hằng, chào Cúc Văn Công, chào những khách hàng thân thương ở chỗ ô tô đầu mối Hải Dương. Vâng, nhà mình có những bình luận, có những comment gì cứ để lại cho em đi để em Tùng được tư vấn cho ạ. Đấy, đã báo giá cũng khá khá rồi, rất nhiều đồ xe rồi nhá. Bình luận comment đi em tư vấn cho ạ. Tiếp tục đây, Toyota Vios 135 triệu đồng, đời 2006. Đấy, đời 2006 nhá. Một chiếc xe
tập lái lồi đồng cối đá cho anh chị quý vị gia đình đây. Tư nhân chính chủ Hải Dương 4101 đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 2 năm 2023, 135 triệu đồng, động cơ 1.5 số sàn, đến từ nhà Toyota. Đấy, báo giá rất nhiều rồi này. Comment đi, bình luận đi để em Tùng được tư vấn nào gia đình nhà mình ơi. Đấy, rất nhiều xe luôn. Đấy, hôm nay bên em về một chiếc K3 mới đây. Bán một chiếc K3 rồi, lại về một chiếc K3 mới đây. K3 2017, tư nhân chính chủ ở Hải Dương, 344147, 300 triệu đồng thôi nhá. Bán đại giá cho anh chị quý vị mình. Đấy, bao lỗi lầm, có lỗi tặng ngay 5 triệu nhá. K3 2017 này. Đấy, mới về thôi, rất là nhiều xe để phục vụ gia đình mình. Morning 135 triệu đồng, 135 triệu đồng, 2010 này. I10 4 máy, 135 triệu đồng, 2008. Vios 2010, 195 triệu đồng. Đấy, bán tải Fonger 2 cầu máy dầu, 410 triệu đồng. Bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ trả góp cho đại gia đình của mình nhá. Đấy, comment nhiều lên, bình luận nhiều lên, em Tùng được tư vấn ạ. Đấy, rất là nhiều xe luôn. Đấy, trên 70 đầu xe để phục vụ đại gia đình mình này. Bán tải mới về màu đen đây, 285 triệu đồng. Đấy, nhiều xe chưa anh chị quý vị gia đình mình ơi. Đấy, như bác nào đang lăn tăn cho mình chọn một địa chỉ uy tín tin cậy, mua xe từ 4 chỗ đến 7 chỗ đã qua sử dụng thì đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương, địa chỉ Nam Trung Nam Sách Hải Dương, để em Tùng được tư vấn miễn phí, xem xe và chạy xe miễn phí gia đình mình nhá. Đấy, rất là nhiều đầu xe để phục vụ đại gia đình mình ạ. Rất là nhiều xe luôn ạ. Vâng, thì vừa rồi em Tùng đã giới thiệu hết những đầu sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em. Đấy, anh chị quý vị còn những thắc mắc gì gọi điện trực tiếp cho em với hai số line 0347 701 77, 0343 540 999 này, hoặc đến trực tiếp chợ ô tô đầu mối Hải Dương để xem xe và chạy thử xe miễn phí nhá. Cảm ơn anh chị quý vị gia đình của mình đã theo dõi hết buổi livestream ngày hôm nay. Xin chào và gặp lại gia đình mình trong những buổi livestream tiếp theo của chợ ô tô đầu mối Hải Dương ạ.